À, bàn luận về kinh đào Phù Nam, nếu nhất quyết xây thì Việt Nam có làm tới không anh Duy? Làm tới là làm gì, nói nghe chơi coi. Theo cao kiến của Gia Cát Lượng online á, thì theo mày làm tới là làm gì? Cho anh giải giải pháp làm tới đi, rồi xong ta cùng bình phẩm nha. Anh ra Hà Nội thấy nóng không anh? Sài Gòn dạo là nóng thật, y chang mày ơi. Cũng xem một hai độ y chang à. Nhưng mà gọi là không khí ngoài Hà Nội thì nó gọi là nó căng hơn Sài Gòn nhiều nha. Sài Gòn tính ra vẫn 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 dễ thở đó, chứ không phải đùa đâu. Em chưa hiểu từ căng ở Hà Nội anh nói là sao, ý anh thì có tiền mua vé bay ra đó đi 2 triệu một chiều chứ nhiêu. Đi Vietjet Air đó, đi Vietjet Air có 2 triệu một chiều từ chiều thôi à. Vì à, Hà Nội nóng như lò hấp, Sài Gòn nóng như lò sấy. Tại sao? Tính ra suất lao động chưa bao giờ hot đúng không anh? Chưa bao giờ hết hot đúng không anh? Chính xác. Đi làm kiếm tiền sao hết hot được. Anh cho một lời khuyên, theo đuổi ước mơ quá to lớn bị cho là viển vông, nhưng em tự tin thì nên theo không anh? Suy nghĩ kỹ, tự tin thì theo đi. Anh nói về vụ trường quốc tế phát hành chia sẻ gì, chia sẻ gầy 19 cộng cho học sinh đọc đi ạ. Ủa đọc chia sẻ chuyện đâu có đó, đúng sai đâu xử đó, nhầm mẹ gì ý kiến. Mấy chuyện nhỏ xíu đó nó cảm thấy không là vấn đề gì hết trơn đó. Bây giờ phụ huynh người ta kiến nghị như vậy thì nhà trường giải quyết, ừ ông đó ông chia sẻ là do ông quản lý lộn hay lậu hay là như nào đó ra chuyện đó, rồi đúng người đúng tội thế xử thôi. Chuyện đó chả ảnh hưởng tới chén cơm manh áo nhà thằng nào nó. Còn tụi bay hả, mới 16 tuổi tụi bay đi đọc Kim Bình Mai kìa, tụi bay đi đọc cô giáo Thảo kìa, ai xử tụi mày? Nó gọi là cứ đi quan tâm mấy cái chuyện râu ria cắm lợn gì của cuộc đời không à. Chỉ có một người đàn ông mới dám yêu và cưới một cô gái nghèo, nhưng một cô gái không bao giờ muốn yêu và lấy một thằng đàn ông nghèo. Câu này chưa chắc đúng phải không sếp? Rõ ràng làm gì có chuyện đó. Lâu lâu cũng phải có người ta yêu thật lòng chứ, người ta lấy người nghèo là chuyện bình thường chứ, tự nhiên mắc khỉ khô về đàn ông lấy gái nghèo được, mà gái nghèo lấy đàn trai nghèo không có. Thằng này chắc nó bị hận đàn bà nó mới nói câu này. À, vợ em nó xin phun mâm phun xăm môi em không đồng ý, em nói đẹp đâu không thấy, trước mắt đem cái chất độc hại vô người vì mực xăm toàn hóa chất không rõ nguồn gốc, vậy mà nó không chịu nghe, nó nói em cổ hủ. Nó thật ra khuyên nó thôi mẹ ơi, còn nó em xăm đi cái môi em đời đành không đụng. Nói vậy đi thì hiểu quan điểm của mình. Tất nhiên mình em phân tích cho nó nghe thì nó nghe được thì tốt, nghe được thì thôi. Còn vấn đề lại là thứ nhất cái cơ thể nó có quyền, và thứ hai nó có nhu cầu làm đẹp, nó nghĩ rằng chuyện đó đúng thì nó làm. Thì em đưa quan điểm đi như anh như nó chỉ em đó, em cứ đi xăm thoải mái, nhưng mà cái môi em đời nên không đụng, có hai chỗ không đụng đó các bạn. Sao đàn ông cưới người mình yêu về một thời gian người yêu mình trở thành quỷ dữ với anh? Em thấy đa số test hàng chưa kỹ. Nippon Steel kiện VinFast xài thép của Bao Steel, ăn cắp công nghệ của họ. Ủa đâu ra điều này mày? Cái điều này đâu ra anh chưa biết nha. Ê, coi chừng nó bậy vậy nha, có linh không, có bằng chứng không? Cái tin này anh chưa biết nha, anh chỉ biết là mấy anh chơi cổ phiếu thua đó kiện thì có. Anh nghĩ sao bóng đá Việt Nam không nhập tịch như các nước khác vậy anh? Đối với quan điểm của anh đó, một đất nước có 100 triệu dân mà phải nhập tịch đó, thì lúc đó là những người cổ động viên chân chính nhanh đi đâu về đâu với. Làm thế nào để Việt Nam tham dự World Cup đi anh? Nếu mà nói chuyện xã giao á thì làm theo lời huấn luyện viên Dunga, còn nếu mà nói chuyện thực tế phũ phàng mà thà một lần đau á là nằm mơ, với điều kiện là World Cup không thay đổi cơ cấu nha. World Cup là vẫn như đó đội thôi nha, 48 đội thôi nha. Ủa 24 đội chứ, lộn, World Cup vẫn là 24 đội thôi, châu Á vẫn là 4,5 thôi nha. Thì cái chữ nằm mơ mới đúng nha, chứ mốt đổi lên chừng 16 đội là thua, đó là 16 đội hên hên mình vô được. About new coach Vietnam football team, success or failed, I don't care. Nói chung anh không kè đâu, tại vì chiến lược làm bóng đá đó, nó theo anh đó, nó phải dài hơi, nó phải dài hạn, nó thà một lần đau. Chứ còn cái này á là anh thấy cứ ừ thành tích năm sau sao, thành tích năm sau vậy vậy là được được không ký, nó là ngắn hạn thôi, nó ngắn hạn anh thấy nó vẫn không ổn, anh cũng không tin là nó sao ổn, anh nói thiệt vẫn chịu ha. Nếu mà cho anh bàn kế thì anh sẽ làm dài hơi, bởi vì bên Mỹ xì ke nhiều hơn bên Việt Nam phải không? Phải không anh, sao sao công an không bắt? Trời ơi mẹ, tiền nhà mẹ ăn chưa lo, lo chưa nổi mẹ lo chuyện nước Mỹ luôn. Hỏi sao công an Mỹ không bắt luôn? Cuộc đời mày đặt chân qua đó được ngày nào chưa, mày đặt hỏi so sánh cuộc sống của người ta nữa. Mẹ hết chuyện nó đem chuyện xì ke ra luận anh hùng kìa mấy em. Cái chuyện ai mà biết được? Ông quốc bên đó nửa đời người ông chưa biết nữa. Ủa tao đi du lịch bên đó thôi tao ke chứ chuyện đó. Đối với tao là mấy thằng đó tao không chơi rồi, nước nào cũng vậy thôi à, nắp biến mẹ hết đi. Chỗ làm kiếm tiền. Nó cuộc sống anh rõ ràng lắm em. Anh nghĩ tương lai visa Mỹ sẽ đỡ căng hơn trước không anh? Căng hay không do tụi mày, căng hay không do tụi mày thôi chứ ai biết. Đồ mày phạm tội với nước tao quá trời thì tao căng thôi, ảnh hưởng tới tao nè. Tao quay đi, tao quay đi đàng hoàng đi, đi bậy bạ đi lậu không. Đứa thì chèo thuyền kayak, đứa là leo tường, đứa là xạo ke, chơi vậy biểu không căng. Trong khi mình vô tội, mình nằm chơi chung mình ảnh hưởng luôn. Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, quỹ quan hệ ngoại giao viết rêu thì rêu có ảnh hưởng nhiều không anh? Đau bụng em.
hai nước này mà quỹ quan hệ ngoại giao với Israel á, theo anh nghĩ là mấy bạn Israel sẽ bị đau bụng nhiều đó. Bạn nào hiểu quyền cơ, mấy bạn, bạn nào mà hiểu quyền cơ tại sao tôi nói là Israel đau bụng? Chào CEO Hamas nghe lời xúi dục của Iran, bây giờ phải trả giá rất đắt ở đất nước. Giờ đến luật của Cam, đừng nghĩ phương Bắc bảo kê cho là vững như bàn thạch. Thôi má, đừng so sánh chuyện Việt Nam. Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, mày ơi. Việt Nam cũng không có đủ cái thế như Triều làm chuyện đó đâu. Mày nói chuyện mày xuyên tạc rồi. Mày nói chuyện cái kiểu này mày đưa Việt Nam vô thế khó rồi, cái thằng bố láo. Mày nói chuyện cho dù quan điểm mày như thế nào đi chăng nữa, mày đặt đất nước vô cái thế khó là mày thuộc dạng là sao ta? Kêu phản động thì không đúng. Này nó chưa tới mức phản động nhưng mà kêu mức gọi là gì? Gì ta? Nhiệt tình ngu dốt bằng phá hoại. À đúng rồi. Đúng không? Tức là cái tầm của các bạn nó chưa có thâm sâu. Thì nãy bạn kia hỏi là giờ Thổ Nhĩ Kỳ với Colombia cấm vận Israel thì Israel sao anh? Anh nói là Israel kỳ này đau bụng rồi. Xong rồi tụi nó tưởng đâu Israel bị bệnh nên đau bụng mấy em. Đơn giản thôi, cười đau bụng thôi chứ không gì trơn trời hết. Lấy gì ra cấm vận? Cấm vận là một chuyện mà lấy cái gì ra cấm vận? Đó thế thôi. Vệ tinh viễn thám Mỹ cho biết có 6 tàu hải quân TV túc trực tại biển Rim của Cambodia cách đảo Phú Quốc 10 hải lý. Ê, 10 hải lý là gần lắm đó em. 10 hải lý là cực kỳ gần chứ không phải giỡn đâu nha. 1 hải lý là 1.7 hay 1.6 km gì phải không? Do Thái không quan tâm tới Thổ Nhĩ Kỳ, không dám làm gì bọn Do Thái thì đúng luôn chứ nữa. Nó cho vui thôi thì cái chuyện đó Thổ Nhĩ Kỳ nói là nói quan điểm tao không thích mày vậy, tao sẽ gọi là không băng giao với mày thôi á. Đơn giản thôi, vẫn mở chợ vẫn đông, Israel vẫn khỏe vẫn mạnh, vô Thổ Nhĩ Kỳ cũng thế. Còn trên ngoại giao thì đương nhiên mày không chơi tao không chơi mày, cự qua phải cự lại cho nó vui hết. Vì Nga lợi dụng Trung Quốc thôi thôi mà Nga không bao giờ thật lòng với nhau, đúng cái chuyện không bao giờ thật lòng, nhưng mà trong cái kèo là cái thế Trung Quốc đó, cái thế Trung Quốc nó cao hơn, đúng không? Cái thế Trung Quốc đang lên rất nguy hiểm cho Nga. Nga đang bị các cường quốc gài chỗ thế thì tất nhiên nó cứ nói chung là cuối cùng cọc quá là chơi hạt nhân thì cũng lụm cười cũng ngẫm của tỏi hết thôi. Nhưng mà nếu mà cái bài hạt nhân nó không xảy ra thì vô tình đó là người là nước Nga nó sẽ bị cứu kéo lùi lại cái sự phát triển, nó nguy hiểm cho cả một đế chế. Mà Trung Quốc thí dụ như giúp đỡ nhiệt tình anh em huynh đệ thì không nói, cái này chơi là đục nước béo cò không. Cái gì à, Nga mà nuốt Ukraine thì châu Âu với Mỹ có ra tay cứu không anh? Thứ nhất khó nuốt, Ukraine đâu có nhỏ đâu mà nuốt. Đó chắc chắn là cái chuyện khó nuốt là tụi em phải thừa nhận rồi. Còn á ông Pháp ông nói kìa, nếu mà phòng tuyến bị lũng là ông đem quân vô. Mà đem bao nhiêu quân thì không nói. Đâu cái vụ mà ông Pháp đó, ông Pháp hôm nay tuyên bố đem quân vô hot lắm mấy em. Nó đặt ra một cái thế cờ cho ba bên. Pháp đem quân vô thì Nga làm gì tiếp theo? Vậy thì phía Ukraine thì sao? Liệu có nên tạo một thuyết âm mưu là giả bộ cho phòng tuyến nó lũng không? Không thèm thủ luôn, để cho Nga quýnh lũng luôn, để có lúc đó Pháp đem quân vô như thế nào. Mà Pháp không đem quân vô nói cái miệng không trò cười cho cả thế giới luôn. Còn nếu mà Pháp đem quân vô á thì để coi Paladin của Pháp chiến đấu với ngựa của Slav như thế nào. Xong rồi có những cái tin hay nữa nè. Anh là giờ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Anh quýnh vô nước Nga luôn. Đó là tin, là một tin. Nhưng mà ngược lại Mỹ thì không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để quýnh Nga. Đủ kiểu hết. Vậy thì lúc đó là Ukraine sẽ có chiến lược là bây giờ vũ khí nào của Mỹ á thì để quýnh nội địa. Chứ là cái là đó gì? Domestic. Hình như là để quýnh nội địa là domestic. Còn vũ khí nào mà của Anh viện trợ đó thì là quýnh gì? Quýnh international. Thủng như lẩu rồi. Pháp thì nhục, còn Ukraine mất đất thiệt mà, ai biết. Thì anh nói ra tất cả những cái case hả? Nga thua thì liệu có bom nguyên tử không anh, ai biết. Nói chung là thua thế nào mới được chứ. Thua mà, ví dụ giờ thua giờ xong cái phe thắng nói thôi giờ anh em vẫn giỡn quýnh cho biết thế thôi. Giờ thế bạn đã thua rồi thôi cũng không cần phải làm gì ấy gớm lắm thôi. Giờ bạn tuyên bố thua cuộc rút quân nhẹ nhàng thôi cũng chả cần bồi thường gì hết. Thì lúc đó là sẽ không. Còn nếu mà thua mày rượt người ta về tới Moscow luôn thì lúc đó tao thủ lại thì chắc chắn là phải lụm rồi. Nói chung là tất cả mọi nước đều né một cái cuộc chiến hạt nhân. Thế thôi, nói gì thôi chứ né hết. Internal weapon and external weapon. Em thấy Ukraine sớm muộn gì cũng đánh du kích vì toàn xin đồ nhỏ gọt. Tại vì bây giờ Nga lợi dụng tình thế là cái lúc mà Ukraine chưa nhận được viện trợ đó là Ukraine ồn ạt đập cho ngẫm luôn. Cái cú này nếu mà Nga đập không ngẫm mà đồ viện trợ tới đó, thì Ukraine sẽ quýnh bật được Nga. Còn nếu mà Nga đập ngẫm luôn thì không biết. Để con Pháp có vô không? Cả thế giới nó né mà sao Triều Tiên lấy hạt nhân đó hù hoài. Tại vì Triều Tiên nằm ở thế không có gì để mất hết đó. Mà Triều Tiên chỉ hù thôi chứ Triều Tiên đâu có làm gì đâu. Thế thì khó có thể triệu tập được 1 triệu thanh niên về hỗ trợ đất nước Ukraine anh nhỉ? Ai biết chuyện đó, Ukraine lo thôi sao anh biết được. Máy bay Rafael của Pháp không chiến thực tế mạnh hơn Su-30 của Nga luôn.
Ai Cập từng mua hai chiếc về đấu thử xong quyết định mua Rafale. Thì anh chỉ biết máy bay Pháp nổi tiếng là Rafale đó, còn hình như tàu ngầm Pháp hình như cũng có. Rồi không biết Pháp bằng vũ khí gì sẽ tăng, không biết có mạnh không. Chứ ngày xưa mà cái thời ông Napoleon quýnh cũng ghê quá trời. Gì lính Pháp ở Điện Biên phủ là đẹp nhất. Ôi, chuyện nó quá lâu rồi, khui ra ngoài mất ngoại giao mấy em. Biết vậy thôi, đúng không? Lịch sử mình học để mình hiểu, để mình hiểu về cái khó khăn của cha ông, để mình yêu đất nước mình nhiều hơn. Chứ không phải lịch sử là cái mà đem ra mình gáy lộn chỗ. Đúng không? Lịch sử phải là cái đem ra cái lộn chỗ. Tại vì nói gì cái độ thịnh suy mà nói về chiến tranh trên thế giới giờ á, thắng thua là cái chuyện bình thường. Khi ông thắng khi tôi thua rồi, này nọ kia, hiểu không? Nên gáy những cái đó nó không tế nhị. Chừng nào người ta gáy mình trước thì mình gáy lại. Nè. Đế chế Mông Cổ kéo lùi sự phát triển của châu Á đúng không anh? Còn nói gì sao được? Thì giờ thế đế chế quýnh lộn qua lại với nhau thôi chứ. Chứ nếu mà nói giờ nếu mà nói như em á thì công cũng là La Mã mà tội cũng là La Mã luôn. Tại vì sao? La Mã phát triển châu Âu lên thịnh vượng, xong rồi tự nhiên La Mã đi quýnh lộn hoài làm châu Âu yếu à?